lòng em quý em rung lúc ngàn bờ tre ru mát thấp thoáng trắng những cánh cò. Long An vô yêu Quỳnh Quang Vũ xin kính chào các anh chị và các bạn. Trước mặt các anh chị các bạn là cái máy Kubota Pro 551. Cái loại này là nó cắt sát gốc luôn để lấy rơm cho bò ăn. Nó để là cai bo, hiểu cai bo là gì, về dịch Google. Rồi để lên trước mình coi nghe, cái này làm sao nè, thả rơm ra. Cái bò đấy,
là sẽ khó vậy đó. Giờ rất là đẹp. Quay máy cắt thì trong khi nhà bắt chuột quay máy cắt cho các bạn coi luôn cắt nhập bờ. Không dám xuống ngay đó, ngay cái mương dám chặt về cầm cái cầm đầu một lúc nên chỉ đưa đầu vô thôi. Đây là chú bó rơm đó. Gần nó cắt tối.